Chị quay chút. Và giúp rất ả hành nga đố kỵ héo hon và nhợt nhạt vì đau buồn, khi thấy cô hồn của ả lại đẹp hơn ả rất nhiều. Ả ghen với em thế thì em theo ả làm gì? Bộ cảnh đồng cốt của ả xanh xao nhợt nhạt chỉ hợp với những đồ ngu xuẩn, em hãy vứt nó đi. Đấy là người ta quý, ôi đấy là người ta yêu, ôi nàng biết nhỉ, nàng đang nói kìa, và nàng có nói gì đâu, vậy là gì thế? Đôi mắt nàng lên tiếng, ta chỉ đáp lời, ta liều quá, có phải nàng nói với ta đâu, chẳng qua hai ngôi sao điểm nhất bầu trời, có việc phải đi bắn. Đã biết tha, nhờ mắt nàng mắt lắm, chờ đến lúc sao về, ừ, mắt nàng bay lên hay sao? Về sao nằm chỉ đôi lông mày kia thì thế nào nhỉ? Vĩ đẹp của đôi gò má nàng chỉ cho làm cho các vị tinh tú phải hổ ngươi. Nhưng ánh sáng ban ngày làm cho điềm mến phải thiện hùng. Còn gặp mắt nàng trên bầu trời chỉ rồi tắt không gian, tưng bừng để nổi chi các thầy thoát lên tiếng. Và trưởng đại đê lại bàn, kìa nàng tùy má lên đôi bàn tay. Ôi, cuốc gì ta lại giúp ba tay để được mô tới đôi gò má ấy. Nàng lên tiếng, hỡi nàng tiên ngọn lợi, hãy nói nữa đi. Bởi đêm nay, nàng tỏa ánh hào quang như một thứ giả nhà trời có cánh, đang cười nhận đặt ánh mây hồng, lưỡng lờ lướt nhẹ trên không trung, khiến những kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt đánh giả lên mà chi ngựa. Chạy chung đô. Chạy chung đô chị. 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 Hay cánh tay, hay mặt mũi, hay một bộ phận nào đấy của cơ thể con người. Trường đô chạm ơi, chạm phải mang tính họ nào khác đi. Thế thì, nó có nghĩa gì đâu. Một học gì, nếu chúng ta gọi bằng một tên khác, thì nó cũng vẫn học nào. Vậy nếu chạm trường đô, chạm mang tên trường đô nữa, thì người con chạm cũng vẫn bị mùi. Trường đô chạm ơi, chạm phải mang tính họ nào khác đi. Chị hãy mang cái tên họ ấy, nó không phải chương trình của chàng, rồi lấy trẻ em đây. Đúng là miệng em đang nói đó nhé. Chỉ cần em gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay tên đổi họ. Từ nay tôi sẽ không còn bao giờ mang tên là Romeo nữa. Người là ai mà có trong đêm tối, chẳng biết được chuyện ác ổn trong lời. Thôi, còn biết tâm hai cùng em như thế nào? Nàng chưa yêu quý của tôi ơi, tôi thù ghét cái tên của tôi. Vì đó là kẻ thù của em, nếu chính tay tôi đã biết nên tên, thì con sẽ xé nó ra. Tôi chưa nghe được đủ một thanh tiếng hết từ việc đó ra, mà tôi chẳng biết đó là ai rồi.
mỗi ngày tiêu nhiều triệu, chuyển thải trong Meo, chuyển thải Montevideo, nếu em mà mua được tên họ đó. Anh tới đúng này, anh ơi, anh tới làm gì thế? Đây là tụi nhà em, là nơi tụ điểm. Mấy họ này thì em mới gặp anh nơi đây. Tôi vừa được phường này là nhờ tôi cảm nhìn nhà của tình yêu. Mấy bức tường đá làm sao nghe được tình yêu. Mà cái gì tình yêu có thể là tình yêu dám làm. Vậy người nhà em làm sao nghe nổi tôi. Họ này thì em đã bắt gặp anh nơi đây, họ sẽ giết chết anh. Em ơi, anh biết của em còn nguy hiểm hơn. Hơn 20 người chiến của họ, em hãy nhìn tôi âu yếm là tôi sẽ hại gì là phù hợp của họ.